Mọi cái lời quảng cáo thì đều trở thành vô nghĩa nếu như sản phẩm không có một cái tác dụng thực sự. Do đó chúng tôi rất là mong muốn những khách hàng mà có các vấn đề về cuộc sống có thể đến trực tiếp các văn phòng của chúng tôi tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh để dùng thử sản phẩm. Xin tự giới thiệu với các bạn, mình là Hoàn, là giám đốc của công ty trách nhiệm hữu hạn T3 Việt Nam, là nhà nhập khẩu và phân phối sản phẩm Disruptor từ Hàn Quốc tại Việt Nam. Trong video này thì mình sẽ giải đáp một số những câu hỏi mà các bạn hay thắc mắc về sản phẩm Disruptor. Thì nhiều khách hàng vẫn là thắc mắc với chúng tôi là tại sao Disruptor lại có cái giá thành cao như vậy. Và điều đầu tiên chúng ta có thể thấy là rõ ràng Disruptor là sản phẩm nhập khẩu và là thậm chí là một sản phẩm rất là cao cấp. Thành ra giá thành của sản phẩm ấy thì cũng rất là rất khác với so với các sản phẩm khác trên thị trường. Và điều thứ hai ấy, thì Disruptor là một liệu pháp điều trị độc lập, hoàn toàn có thể so sánh với các phương pháp kéo giãn cột sống hiện nay. Không những thế, Disruptor lại có thể sử dụng được trong các tư thế đứng, ngồi và đi lại làm việc, là những tư thế mà thậm chí là những phương pháp kéo giãn hiện thời cũng chưa thể đáp ứng được. Bởi vì chúng ta được biết là cái bản chất của cái nguyên nhân gây đau của chúng ta là do chúng ta đi lại làm việc hoạt động hàng ngày. Thì nếu như mà chúng ta giải quyết được vấn đề đó thì mới giải quyết được gốc rễ của vấn đề. Thì thực sự là Disruptor là một liệu pháp mà có thể nói là một liệu pháp hỗ trợ điều trị độc lập, hoàn toàn có thể là so sánh với các cái phương pháp khác trên thị trường. Ngoài ra, Disruptor cũng có thể sử dụng kết hợp với các phương pháp điều trị khác. Ví dụ có thể sử dụng kết hợp với nội khoa, ngoại khoa hoặc là vật lý trị liệu để có thể giúp chúng ta có thể là điều trị một cách ổn thỏa cái căn bệnh thoát vị đệm hoặc là những vấn đề như gây chèn ép dây thần kinh một cách lâu dài và bền vững. Một câu hỏi thứ hai là khách hàng cũng rất hay thắc mắc, đó là Disruptor thì khác biệt với các sản phẩm khác trên thị trường như thế nào. Thì điều đầu tiên thì chúng ta có thể thấy là Disruptor có một cơ chế kéo giãn cột sống rất là thông minh. Disruptor là sản phẩm đầu tiên trên thế giới được nghiên cứu cái việc sử dụng hơi để giúp có thể là kéo giãn cột sống và giải tỏa áp lực lên đĩa đệm cột sống. Hiện nay thì hãng liên tục có những sự thay đổi cải tiến hàng ngày và các phiên bản hiện tại đã tốt hơn rất nhiều so với các phiên bản từ những năm 1998. Không những thế, trải nghiệm khách hàng làm điều Disruptor hướng tới. Và cái điểm thứ hai nữa là Disruptor cũng có những cái tác dụng có thể giúp chúng ta là ổn định cuộc sống và cải thiện tình trạng cuộc sống sau một thời gian sử dụng. Thì điều này là khá là khác biệt so với đa số các sản phẩm khác trên thị trường. Đối với đai cố định thì chúng ta hoàn toàn có thể là cố định cái vị trí cuộc sống tại vị trí đó để tránh nó có thể là phát sinh thêm những cái cơn đau hoặc là phát sinh thêm những sự chèn ép. Tuy nhiên với đai kéo giãn cột sống Disruptor thì với cái việc là giúp chúng ta có thể kéo giãn bản thân trong những lúc chúng ta đi lại, ngồi làm việc hoạt động thì cũng sẽ dần dần điều chỉnh cuộc sống trở về cái trạng thái ổn định hơn. Thì điều này là một điều rất có ý nghĩa đối với những bệnh nhân đã bị đau lưng, đau cổ do thoát vị đệm của thoái cột sống và hoặc là những người mà đã trải qua những cái phẫu thuật thì hoàn toàn có thể sử dụng Disruptor một cách lâu dài và bền vững. Một điểm thứ ba nữa là Disruptor rất là dễ sử dụng và chúng ta có thể sử dụng rất là thoải mái trong rất nhiều cái tư thế như đứng, ngồi, đi lại, làm việc, hoạt động và thậm chí chơi thể thao, thì việc sử dụng Disruptor rất là tốt. Những cái chi tiết nhỏ của sản phẩm cũng rất là được trau chuốt trong các năm qua. Ví dụ như lớp lót bên trong thì được sử dụng bằng vải cao cấp cốt tông giúp thấm hút mồ hôi và sản phẩm thậm chí là có thể giặt được. Nếu mà chúng ta sử dụng lâu ngày thì chúng ta hoàn toàn có thể giặt được và phơi trong bóng râm để giúp chúng ta có một cái sản phẩm luôn là mới, vừa là đeo vào thì khi đi ra bên ngoài thì trông cũng rất là lịch sự chứ không hề có cảm giác như chúng ta đang đeo một sản phẩm điều trị. Một câu hỏi nữa khách hàng cũng rất là hay hỏi chúng tôi là không biết cái sản phẩm Disruptor này thì đã có nhiều người sử dụng chưa? Ở trên thế giới thì Disruptor đã có mặt tại trên 30 nước trên thế giới và có mặt tại những thị trường rất khó tính như Mỹ, Canada, châu Âu, thị trường Nga. Tại Việt Nam thì Disruptor được phân phối chính thức từ năm 2012 và cho đến nay thì chúng tôi đã có hơn 60 đại lý trên toàn quốc và đã có hàng chục nghìn khách hàng sử dụng sản phẩm. Không những vậy, Disruptor cũng nhận được cái sự tin tưởng của rất nhiều các bác sĩ chuyên khoa, các thầy thuốc, các kỹ thuật viên trong cái lĩnh vực cột sống, bởi vì Disruptor có thể là hỗ trợ rất là tuyệt vời cho các phương pháp điều trị, giúp cho bệnh nhân có thể ổn định một cách lâu dài. Disruptor thích hợp với những trường hợp như thế nào? Thông thường thì Disruptor rất là thích hợp sử dụng trong cái việc là điều trị và hỗ trợ điều trị những vấn đề như là thoát vị đĩa đệm, cột sống lưng và cổ, những vấn đề như thoái cột sống mà có hiện tượng chèn ép dây thần kinh, hiện tượng đau dây thần kinh tọa hoặc là những cái trường hợp như bị phình lồi đĩa đệm hoặc là chấn thương cột sống gây chèn ép dây thần kinh. Bên cạnh đó thì những người làm những công việc mà sử dụng nhiều đến lưng, ví dụ như lái xe này, họa sĩ thì là cũng rất là nên sử dụng Disruptor, bởi vì là Disruptor hoàn toàn có thể giúp đỡ cho chúng ta giảm được áp lực lên đĩa đệm cột sống bản thân trong những lúc chúng ta làm việc. Và đặc biệt là cũng một đối tượng cũng rất là lớn hiện nay, đó là nhân viên văn phòng hoặc là giáo viên, thì là những người mà cũng hay phải ngồi và đứng thường xuyên ấy, thì sử dụng Disruptor cũng là một cái phương pháp rất là tốt giúp chúng ta có thể phòng ngừa bệnh và điều trị nếu như mà chúng ta chẳng may gặp phải các vấn đề về cột sống.
Một câu hỏi nữa là chính sách bảo hành và chính sách giao hàng của Disruptor như thế nào? Về chế độ bảo hành, Disruptor cam kết có chế độ bảo hành 1 đổi 1 trong vòng 12 tháng. Nếu như trong vòng 12 tháng sản phẩm có bất cứ một lỗi nào của nhà sản xuất thì công ty sẽ đổi mới hoàn toàn cho khách hàng và khách hàng không phải trả thêm bất cứ một chi phí nào khác. Chúng tôi có thể hỗ trợ khách hàng thêm một bước nữa. Sau thời hạn hết bảo hành, nếu như chẳng may sản phẩm của bạn bị hỏng thì các bạn vẫn hoàn toàn có thể liên hệ với Disruptor để nhận được những ưu đãi riêng dành cho các bạn. Về chính sách giao hàng, Disruptor có nhân viên kỹ thuật có thể giao hàng và hướng dẫn sử dụng trực tiếp cho khách hàng trong nội thành Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Tại các tỉnh thì chúng tôi có chế độ là giao hàng miễn phí vận chuyển và khách hàng có thể kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Do đó chúng ta hoàn toàn có thể yên tâm khi đã đặt hàng, thậm chí tại các tỉnh thành chúng ta vẫn có thể là đặt hàng online trực tiếp từ chúng tôi hoặc là có thể đến những đại lý của chúng tôi tại khu vực gần bạn để mua và dùng thử sản phẩm. Ngoài ra thì chúng tôi cũng có những hệ thống video hướng dẫn sử dụng sản phẩm rất là đầy đủ, giúp bạn có thể là xem cái hướng dẫn một cách rất là chi tiết, thậm chí là không cần phải gọi điện cho chúng tôi cũng hoàn toàn có thể là biết cách sử dụng sản phẩm. Nhưng mà nếu mà trong bất cứ cái trường hợp nào mà các bạn cần hỗ trợ ấy, thì vui lòng các bạn chỉ cần gọi hotline cho chúng tôi qua số điện thoại 0969 685 333, thì công ty chúng tôi rất là sẵn sàng có thể hỗ trợ cho các bạn. Một số khách hàng cũng hỏi là chúng tôi có thể dùng được sản phẩm đấy hay không. Mọi cái lời quảng cáo thì đều trở thành vô nghĩa nếu như sản phẩm không có một cái tác dụng thực sự. Do đó chúng tôi rất là mong muốn những khách hàng mà có các vấn đề về cuộc sống có thể đến trực tiếp các văn phòng của chúng tôi tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh để dùng thử sản phẩm. Ngoài ra các bạn cũng có thể đến các đại lý của chúng tôi để trải nghiệm và dùng thử sản phẩm trước khi mua hàng. Như vậy là tôi đã giải đáp một số những thắc mắc mà khách hàng hay quan tâm. Hy vọng là sau khi xem video lần này, các bạn đã có thêm những cái thông tin để có thể lựa chọn cho mình những sản phẩm phù hợp. Các bạn có thể truy cập website disruptor.vn hoặc liên hệ hotline 0969 685 333. Chúng tôi sẵn sàng phục vụ các bạn. Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên hệ hotline 0969 685 333, website disruptor.vn.